Chào mừng quý bà con, chúng ta quay trở lại một trong những cái video rất là đáng xem dành tặng cho những quý bà con nào muốn trồng sầu riêng. Đó chính là giữa hai loại sầu riêng Blackthorn và sầu riêng Musakin thì chúng ta nên trồng loại sầu riêng nào. Và trước mặt quý bà con chúng ta đây là hai cây giống, một cây giống là sầu riêng Musakin và một cây giống là sầu riêng Blackthorn. Và hiện tại bây giờ ở miền Tây Hoàng Anh đang rất là nắng nha. Những bạn này đã chịu hương, chịu gió, chịu nắng, chịu mưa, chịu bão với Hoàng Anh rồi nên cây giống rất là cứng cáp. Và câu hỏi bà con chúng ta hỏi quanh vậy nè, quanh ơi bây giờ hai loại này là loại hai loại xin lỗi bà con có gì bay vô mũi, là hai loại sầu riêng đỉnh hiện nay thì theo Hoàng Anh thì chú cô anh chị nên trồng loại sầu riêng nào? Thì trước mặt quý bà con chúng ta đây là một cái trái sầu riêng Musakin, lúc nãy Hoàng Anh cũng mới vừa khui. Và bà con biết không, quanh để hơi nhão tại hôm qua quanh bận công việc á, bên ngoài nó vẫn ấy nha, bên ngoài nó vẫn khô. Sáng ăn xong chiều ăn nữa nó vẫn mới như ngày đầu rồi. Quá trời ngon rồi. Đây là sầu riêng Musakin nha bà con nha. Ăn hoài luôn á, chưa tới cái hộp. Hộp nè bà con, nhỏ xíu à, mỏng dính luôn, mỏng như tàu lá chuối luôn. Đây, cực kỳ mỏng luôn, quá trời ngon rồi. Sầu riêng Musakin ăn ngon, rất là ngon nha bà con. Nhưng mà cái trái này thì cũng xin thưa với quý bà con là Hoàng Anh bận. Hôm qua Hoàng Anh đi vườn, bạn ấy tới lịch để mà ăn rồi nhưng mà anh chưa ăn kịp. Và bản thân Hoàng Anh cũng thích ăn một cái trái sầu riêng nào nó mềm mềm xíu, tại làm biếng nhai dữ lắm. Có một cái đặc biệt là làm biếng nhai nên là đối với xương sóc đồ này kia là ít khi nào anh cắn lắm. Và bà con nói là sầu riêng Musakin ăn cũng ngon, vậy sầu riêng Blackthorn ăn ngon không? Thì hôm nay thì vườn sầu riêng Blackthorn của Willow Farm chưa chín kịp. Thì ở đây thì quanh con nói cái sầu riêng Musakin hôm trước quanh có khui. Đây, đây là sầu riêng Musakin và đây là sầu riêng Blackthorn. Bà con thấy hai cái cấu trúc về muối nó cũng khác nhau. Thằng Blackthorn thì u nần à, như cái nẻ chuối vậy đó. Còn Musakin thì về muối thì nó thon và dài. Rồi đây quanh cầm nè, đây nè, đây là dễ nhận biết nhất nè. Đây là sầu riêng Blackthorn nè, đây là sầu riêng Musakin nè. Thấy không? Hay rồi, qua đây. Nó sáng cái nó tắt lại rồi. Được thấy chưa? Đó. Đó là hai. Cái đó nó đó nó hơi khác nhau vậy đó. Đây cái trái sầu riêng Blackthorn của anh nè. Rất là vàng, vàng đồng, vàng ống, vàng ả luôn nha bà con nha. Và cái thằng sầu riêng Blackthorn thì nó lại cưng con hơn cả sầu riêng Musakin. Nhưng mà anh xin phép được chia sẻ quý bà con chúng ta rằng sầu riêng Blackthorn á là cái nó không có ngọt đậm giống như là thằng sầu riêng Musakin. Nó vẫn có vị béo nhưng ngọt nó ít hơn so với sầu riêng Musakin. Đôi khi ưu điểm trở thành khuyết điểm và đôi khi khuyết điểm này trở thành ưu điểm đối với khi mà chúng ta thay đổi cái đối tượng người tiêu dùng. Chẳng hạn như những người tiêu dùng giống như Hoàng Anh thì Hoàng Anh sẽ thích loại trái cây ít ngọt xíu nhưng mà nó vẫn có độ thơm, vẫn có độ béo. Tại vì khi ăn đồ ngọt quá nhiều thì nó dễ ảnh hưởng tới chỉ số đường huyết ở trong cơ thể. Còn đối với một số bạn trẻ hoặc là những người thích sự đậm đà thì chúng ta sẽ thích ăn sầu riêng Musakin hơn, tại vì nó ngọt rất là đậm, vừa thơm vừa ngọt vừa béo. Còn đối với cái độ tan của cơm sầu riêng á, thì Hoàng Anh thấy Musakin và Blackthorn đều có cái độ tan và độ mịn như nhau. Nên nếu nói về trái á, thì Hoàng Anh thấy là Musakin nó sẽ phù hợp với những cái quý anh chị cô bác nào thích sự đậm đà. Còn đối với Blackthorn thì chỉ thích cái độ béo thôi. Còn cái không quá ngọt, không thích loại trái cây quá ngọt thì Blackthorn rất là hợp. Vậy nếu mình chia ra đối tượng về tuổi thì cái tuổi của sầu riêng Blackthorn mà phù hợp với đối tượng người tiêu dùng tầm khoảng 40 tuổi trở lên. Còn đối với sầu riêng Musakin thì sẽ là nhóm tầm họ trẻ tới tầm khoảng dưới 40 tuổi thì sẽ rất là thích về ăn sầu riêng Musakin. Tại sao Hoàng Anh lại bắt đầu câu chuyện là có nên trồng sầu riêng Musakin và sầu riêng Blackthorn, hai loại đó thì nên trồng loại nào, bằng cái câu chuyện về nhận thức của người tiêu dùng và cái thói quen cũng như cái sức mua của người tiêu dùng và họ thích cái gì
đối với hai loại sầu riêng này, cái nào là ưu điểm và cái nào là chưa phải là ưu điểm? Như Hoàng Anh vừa nói là nhiều khi cái ưu lại là cái khuyết và nhiều cái khuyết lại là cái ưu, chỉ là có tìm ra được cái sự phù hợp cho nhóm đối tượng người tiêu dùng của mà cái loại sầu riêng đó nó chạm vào hay không. Nên đối với Hoàng Anh thì cả sầu riêng Black Thorn và cả sầu riêng Moosekin đều có những cái vị thế đứng rất là quan trọng trên cái thị trường sầu riêng. Vì cái độ béo, độ ngọt, độ mịn của nó thì không thể nào mà loại sầu riêng khác có thể thay thế được, không có nhầm lẫn vào đâu được. Nếu mà nói về cái tốc độ phát triển của cây sầu riêng thì cả sầu riêng Black Thorn và sầu riêng Moosekin đều phát triển rất là mạnh ở trên thổ nhưỡng và khí hậu của Việt Nam bà con nhé. Và nói về kỹ thuật làm bông làm trái thì thằng sầu riêng Black Thorn lại yêu con hơn, thương con hơn nha bà con nha, thương con hơn sầu riêng Moosekin. Nên nó đối với sầu riêng Black Thorn, bao nhiêu bông là sẽ đậu bấy nhiêu trái. Nên bà con nào đang trồng sầu riêng Black Thorn, đang làm bông cho sầu riêng Black Thorn thì Hoàng Anh có một cái lời khuyên rằng là chúng ta nên tuyển bông sớm, tại vì còn lại bao nhiêu bông lại đậu bấy nhiêu trái đó. Bà con đừng tưới nước mặn thì được. Bà con đừng tưới nước mặn thì nó không đậu thôi chứ. Chứ là sầu riêng Black Thorn cực kỳ thương con cái của nó luôn. Bao nhiêu bông là sẽ đậu bấy nhiêu trái. Và sau đó chúng ta sẽ làm quy trình chuyển bông, chuyển trái cho nó cụ thể nha bà con nha. Thằng Moosekin thì nó cũng rất là thương con nó. Nó cũng nuôi con nó tới giọt sữa cuối cùng. Nhưng bạn này thì bạn không thương con. Nếu mà nói về độ thương con thì Black Thorn thương con hơn. Còn về độ thích nghi với khí hậu thổ nhưỡng Việt Nam thì hai thằng này đều thích nghi như nhau. Tốc độ phát triển tốt như nhau. Khả năng kháng lại sâu bệnh hại cũng tốt như nhau. Chỉ có là thằng Black Thorn nó thương con hơn thằng Moosekin. Độ đậm đà, độ ngọt thì của ông Black Thorn sẽ thua thằng Moosekin. Còn lại các thứ khác đều nó sẽ đều có bằng nhau. Vậy thì nó sẽ chia thành hai đối tượng người tiêu dùng. Sầu riêng Black Thorn là từ 40 tuổi trở lên trung niên, những người ngại đường. Còn sầu riêng Moosekin là những người thích sự đậm đà. Thì đây là sầu riêng Moosekin rất là hợp. Đó. Thì bà con ở đây thì con chúng ta có thể thấy là một cái vườn sầu riêng Black Thorn của một người bạn, một người Anh. Ảnh đang được mua với giá là 400.000 đồng 1 kg. Và thực sự ra khi mình nghe cái giá đó thì mình khá là phấn khởi nha bà con nha. Tuy nhiên thì chúng ta làm gì cũng vậy, chúng ta phải nhìn vào cái dung sai và cái hành vi cũng như là cái khả năng chi tiêu của người tiêu dùng cho một cái loại trái. Thì con thấy đối với sầu riêng Moosekin như một sầu riêng thon này, nếu mà con có trồng thì chúng ta thấy là dưới 40 tuổi vẫn đông hơn đúng không, và sẵn sàng chi tiêu hơn. Nên là con thấy sầu riêng Moosekin thì bà con chúng ta có thể trồng nhiều hơn sầu riêng Black Thorn ở trong cùng một khu vườn. Chẳng hạn như khu vườn đó bà con dự định trồng 1.000 gốc sầu riêng thì chúng ta có thể trồng 700 gốc sầu riêng Moosekin và 300 gốc sầu riêng Black Thorn. Thì hai loại này nó cũng gọi là sầu riêng thì nó không có ngại vì thụ phấn chéo, nên là bà con trồng chung với nhau cũng được, hoặc là trồng theo từng khu cũng được, rất là ok. Còn nếu bà con nào thích cái sự khám phá, thích cái độ trải nghiệm thì chúng ta có thể trồng 50-50 Black Thorn, 50 Moosekin. Và một điều nữa Hoàng Anh muốn tiết lộ là sầu riêng Moosekin là phủ rộng hơn sầu riêng Black Thorn về diện tích trên thế giới, nhưng ngược lại giá của sầu riêng Black Thorn lại cao hơn. Giá bán á, nhưng mà còn giá bán trái lại cao hơn sầu riêng Moosekin. Và ở thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ cũng như vậy. Sầu riêng Moosekin thì Hoàng Anh mua vào 250.000 trở lên. Còn đối với sầu riêng Black Thorn hiện tại bây giờ cũng khoảng tầm 400.000, giống như ông anh của mình đang bán vậy đó. Thì bà con có thể thấy là ở về cái góc độ thị trường thì sầu riêng Black Thorn mặc dù có cái tiệp khách hàng ít hơn, cái tiệp người mua cái thằng trái ít hơn, nhưng ngược lại thì cái nó luôn luôn được định vị giá rất là cao. Và bên Malaysia thì sầu riêng Black Thorn cũng là một cái dạng quý hiếm, họ trồng và họ bảo hộ Black Thorn dữ lắm. Lấy bò của Black Thorn về tới Việt Nam cũng là cả một hành trình, cũng đi băng rừng lội suối đồ này kia các kiểu con đại điểu trong đó hết bà con nhé. Và Hoàng Anh cũng có dịp được ăn những cái trái sầu riêng Black Thorn đời đầu của tại Việt Nam rồi. Thật sự nó rất là ngon, mịn màng, đậm đà, ú na ú nần. Sầu riêng Black Thorn nó ngộ lắm, nó giống như một cái nải chuối vậy bà con. Nó ú lên, nó mập lên, cái khoang của nó còn sâu hơn so với cái khoang của thằng sầu riêng Moosekin nữa. Nên nhìn cái muối nó cứ dung, cái trái nó ngắn lại. Cái đít của trái sầu riêng Black Thorn á, nó sẽ ngay này, ngôi sao của thằng Moosekin nó lòi cái phần giữa ra phải không? Còn Black Thorn nó sẽ thu vô bên trong, hõm vô bên trong. Nhưng mà ngược lại, nhưng mà cái học của nó rất là sâu và cái muối của nó rất là dung, và nó cũng chia đều thành 5 học, 6 học giống như sầu riêng Moosekin. Và nó có một cái đặc điểm vượt trội hơn nữa là nó rất thương con đó. Đó là những cái quanh đã phân tích nhà thị trường nè, về nuôi trái nè, và cũng như giá bán nè, và tốc độ phát triển nè. Quanh rất là mong là ý kiến của Hoàng Anh đưa ra để phù hợp với quý bà con của chúng ta. Theo quanh á thì nên trồng 7 Moosekin và 3 Black Thorn.
chẳng hạn 700 cây Musakin, 300 cây sầu riêng bát thân, chẳng hạn như vậy. Còn nếu quý bà con chúng ta muốn chơi lớn luôn, 50-50 nha, 50 sầu riêng bát thân và 50 sầu riêng Musakin. Hai loại này đều rất là đáng trồng và rất là đáng để tìm trái để trải nghiệm nha bà con nha. Và đặc biệt ở thị trường Việt Nam, thổ nhưỡng của Việt Nam đã mang lại một cái luồng sinh khí rất mới, đã tạo ra những cái trái sầu riêng Black Thorn và Musakin cực kỳ ngon, cực kỳ thú vị luôn để bà con chúng ta có thể tìm và trải nghiệm. Đối với sầu riêng Black Thorn thì ít hôm nữa Hoàng Anh sẽ có trái, còn sầu riêng Musakin hiện tại bây giờ Quang cũng đang quay cho quý bà con chúng ta xem rồi đó. Nó Black Thorn hôm bữa xử lý trái chậm hơn so với thằng sầu riêng xử lý sau thằng sầu riêng Musakin nha bà con nha. Quang rất là mong là bà con chúng ta sẽ tường tận hơn trong cái câu hỏi là có giữa cái sầu riêng Black Thorn và sầu riêng Musakin thì nên trồng loại nào, thì anh đây là Quang không có nghi ngờ nào hết. Nhưng nếu mà nói về độ phủ rộng thì bà con chúng ta trồng sầu riêng Musakin nhiều hơn giúp cho Hoàng Anh, và cũng không nên bỏ qua cây sầu riêng Black Thorn của chúng ta bà con nhé. Một lần nữa, anh là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Cảm ơn quý bà con chúng ta và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.